Ok, tao là Exeter. Trong con người của tao tồn tại hai thứ. Một là nghệ thuật, hai là chiến đấu. Suốt 10 năm qua, tao đã chiến đấu cho những thứ vô nghĩa. Hết lần này đến lần khác, sau những ngục ngã, tao lại đứng lên. Sau những thất bại, tao lại càng mạnh mẽ. Mỗi ngày tao thức dậy, tao phải chọn cho mình một nhân cách, chọn cho mình một câu chuyện, chọn cho mình một vai diễn. Tao đã từng đánh mất bản thân của mình. Tao sẵn sàng thử những cái mới. Tao sẵn sàng đi vào địa ngục để có những trải nghiệm, những chất liệu, những loại ngôn ngữ để có thể bộc lộ ra hết những cảm xúc của tao. Tao đơn độc nhưng không cô đơn. Cuộc đời tao nhiều chông gai, nhưng tao luôn may mắn mà sẽ không có gì ghiệm tao xuống được nữa. Tao đã trở thành một phiên bản hoàn hảo của bản thân mình. Tao quyết định sẽ giết đi hết những thứ cản trở trong tâm trí của tao. Tao đắm chìm trong